Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring Yanic Cape 2, một dòng xe bãi được sử dụng tại thị trường Hàn Quốc nhập khẩu các bác nhé. Và xe thì được sử dụng một bộ đề chuyển động Shimano Atus bánh 700C, khung nhôm, nước sơn nguyên bản, thương hiệu Gian, một thương hiệu mà đã rất là nổi tiếng trên toàn thế giới và cực kỳ là quen thuộc với các bác chơi xe tại thị trường Việt Nam rồi. Model men về là model X-Cape các bác nhé, X-Cape 2. Và chiếc xe này là một dòng xe. Và chiếc xe này là một cái dòng xe bãi và được sử dụng tại thị trường Hàn Quốc nhập khẩu về các bác nhé. Đây, các bác có thể nhìn thấy tem chữ Hàn Quốc đây. Size S, size xe size S thì lát nữa em sẽ có một cái đoạn đo size ngắn cho các bác xem sau. Giờ đi vào phần khung thì khung nhôm và lớp sơn của xe thì các bác có thể nhìn thấy trên hình còn cực kỳ là bóng mới, rất là bóng, chỉ có những cái vết xước nhỏ nhỏ li ti do đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về nên là không thể tránh khỏi. Còn tổng thể khung thì nó còn giữ cái độ đẹp, nó cũng rất là tốt. Bộ chuyển động của xe là Shimano Atus các bác nhé, dòng này là 8 tầng líp và 3 tầng đĩa cho xe có 24 tốc độ khác nhau, gạt đĩa Shimano và cụm phanh là phanh V nhé, một cái loại phanh mà rất là thường gặp, rất là thường bắt gặp trong những cái dòng xe bãi. Bánh 700C, lốp là nguyên zin của Gian luôn các bác nhé. Đây, lốp nguyên zin của Gian, đây là quả 700x32C và cái vân lốp này nó còn tương đối là tốt. Vân lốp này các bác có thể đi được vài năm nữa vô tư. Vành cũng zin theo xe luôn, đây X-Cape này. Trên phần vi đông thì chiếc xe được sử dụng một bộ tay bấm 3-1 của Shimano. Đây, 8 speed tương ứng với 8 tầng líp. Và bên này 3 đây, tương ứng với cả 3 tầng đĩa. Sẽ có 24 tốc độ khác nhau. Bánh trước cũng là Gian nguyên bản luôn. Và chúng sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Sau đó từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm củ phốt là 54 cm. Đấy, thì size là size S, phù hợp các bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 đi là phù hợp. Chuyển động Atus 8 tầng lít và 3 tầng đĩa đạp cho xe có 24 tốc độ khác nhau. Chuyển động thì các bác nhìn lên trên hình còn rất là mượt. Và xe thì đang được bán lên mức giá thì có là 6.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.